Vâng, xin được kính chào quý anh chị. Thì ngày hôm nay bên em bàn giao chiếc xe CX-5 2.0 được sản xuất 2018 cho một anh ở Hà Nội, biển Hà Nội luôn quý anh chị nhé. Xe mang đăng ký công ty 500 và tư nhân hơn 200. Thì với chiếc xe này thì bên em hôm nay trao bàn giao chiếc xe cho anh Giai ở Hà Nội. Chiếc xe cực kỳ đẹp. Đây, hai anh đi đến chọn ngày mua xe và chúc anh và gia đình thượng nộ bình an, gặp nhiều may mắn, sức khỏe, cũng như là ghé ủng hộ em những chiếc xe mới. Thì địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng. Xin cảm ơn.